Chào mừng những khách hàng yêu quý đã đến với kênh HBK. Và hôm nay Minh Huấn đang có mặt tại showroom của kênh Toyota để giới thiệu với anh chị chiếc xe Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G CVT. Anh chị đã biết là chiếc xe này nó sẽ có hai phiên bản, đó chính là phiên bản eCVT và phiên bản gCVT, có mức giá bán lần lượt là 733 triệu và 763 triệu. Đầu tiên Huấn xin chia sẻ với anh chị về cái chính sách bán hàng cực kỳ nóng hổi trong tháng 4 năm 2021 này. Đối với hai phiên bản eCVT và bản G, nó có mức giá là 733 và 763 triệu đang được giảm đâu đấy tầm khoảng 33 triệu tiền mặt, tặng cho anh chị 2 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện lên tới 15 triệu đồng, bao gồm dán kính chống nóng của Mỹ bảo hành 10 năm, trại sàn da cao cấp và camera hành trình cao cấp cùng với rất nhiều quà tặng khác. Thì để biết chi tiết hơn, anh chị hãy gọi hotline 0394046064 phía dưới màn hình nhé. Và anh chị hãy lưu ý một điều là Huấn phải nhắc, đó chính là cái chính sách bán hàng của Huấn ấy, nó sẽ tùy từng thời điểm khác nhau. Thời điểm có nhiều xe thì giá sẽ tốt và thời điểm ít xe hơn thì giá nó sẽ không tốt, đúng không ạ? Tất nhiên đây là quy luật cung cầu thôi, thì anh chị là người bán hàng thì anh chị cũng có thể là hiểu được cái ý này của Huấn. Thì gọi hotline vào thời điểm nào thì Huấn sẽ tư vấn cho chị giá từng thời điểm đó nhé. Đấy. Và bây giờ thì bên cạnh Huấn đây là chiếc xe Cross, chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8G bản cao cấp nhất, thì Huấn sẽ chia sẻ với anh chị những cái đặc điểm mà chiếc xe này có và nó đáng giá để mua. Vâng, đầu tiên đến từ phần đầu xe đi, chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt hoàn toàn đối với những cái gọi là những cái form trước ấy. Thì chúng ta có thiết kế thêm cái bộ body kit này xung quanh xe này, cái bộ body kit xung quanh xe và bên dưới nó được bọc mã chrome, nó giúp chiếc xe chúng ta nó sang trọng hơn, trẻ trung hơn rất là nhiều so với những phiên bản trước. Một điều mà Huấn cực kỳ thích cũng như khách hàng cực kỳ thích cái điểm này, nhìn trẻ trung, đúng không ạ? Cái điểm thứ hai, đối với bạn G này được trang bị một cụm đèn full LED. Full LED là gì? Tất cả đèn chiếu gần, chiếu xa là đèn LED. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ có đèn định vị ban ngày hay còn gọi là daily light được trải dài từ trong ra ngoài đây. Một cái thiết kế chung của Toyota, nó đúng cũng là đèn LED luôn. Và đèn sinh nhan của chúng ta vẫn được trang bị trên cái cụm đèn này. Tiếp theo, đèn gầm là đèn halogen. Và anh chị nhìn đi, bên cạnh cái hốc đèn hầm này này, đèn gầm này này, chúng ta được trang bị thêm một cái đường mã chrome. Đó, nó trải dài hình chữ L đấy ạ, giúp chiếc xe chúng ta là có một cái điểm nhấn rất là tốt. Tại sao đèn gầm halogen thì nó có ưu gì, nhược gì? Tại sao nó không phải là đèn LED? Đơn giản thôi, nếu như chúng ta đi đường vùng cao, nhiều sương mù, nhiều hơi nước, hơi sương, thì cái vấn đề là đèn vàng, đèn halogen ấy, nó sẽ có tác dụng là nó phá sương, giúp cái tầm quan sát chúng ta nó tốt hơn rất là nhiều thay vì đèn LED anh chị nhé. Đó. Phía bên dưới nắp capo này là một cỗ máy 1.8 lít. Đây, Huấn sẽ cho anh chị thấy luôn. Với cái động cơ 1.8 này thì nó lại cho chúng ta hai cái đặc điểm rất là thú vị. Đầu tiên, đó chính là cái khả năng tăng tốc rất là tốt. Với 1.8 thì nó sẽ cho công suất đâu đấy tầm khoảng 145 mã lực. Đó, thành ra là cái việc tăng tốc cho xe này ấy nó rất là mượt mà, êm ái. Khách hàng đôi khi họ đi Altis tại vì họ thích nhất một điểm thôi, đó chính là cái động cơ. Đó, đơn giản vậy thôi. Có người thì thích cái khung gầm, người thì thích động cơ, người thì thích sự bền bỉ, nhưng mà đối với khách hàng của Huấn ấy thì khi mua Altis thì họ thích cái điều mà họ có lẽ là cái điểm thích nhất, đó chính là cái động cơ. Tại vì rất bền và nó công suất của nó sinh ra nó tăng tốc rất là tốt. Một điểm nữa mà Huấn sẽ nói về động cơ này, đó chính là động cơ này được sử dụng công nghệ Dual VTI, một cái công nghệ rất là nổi tiếng của Nhật trên xe Toyota. Nó giúp chiếc xe của chúng ta nó tiết kiệm nhiên liệu này và cái khí thải đi ra môi trường ấy nó sạch hơn rất là nhiều. Và cái khi mà sử dụng cái công nghệ này ấy thì cái lượng nhiên liệu đốt cháy nó hoàn toàn đốt cháy tỷ lệ rất là cao. Nó giúp tiết kiệm nhiên liệu và sinh ra công suất rất là lớn. Đấy là cái đặc điểm của cái động cơ sử dụng công nghệ Dual VTI này. Đó, còn bên trong anh chị thấy không? Cái sự bố trí của những cái chi tiết ví dụ như là lọc gió này, rơ le hay là động cơ, bình nước rửa kính làm mát cũng như là ắc quy rất là đẹp và nó rất là kín đáo, đúng không ạ? Đây, con xin phép được đóng lại nhé. Đó, rất là chi tiết cho anh chị luôn. Bây giờ thì chúng ta đi quanh một vòng xe nhé để xem cái thiết kế như thế nào. Đây, một điểm rất là nổi bật mà Huấn muốn chia sẻ với anh chị đó chính là đến từ chiếc la răng này. Chiếc la răng của chiếc xe Toyota Corolla Altis bản 1.8G ấy, nó được trang bị là la răng 17 inch phay xước rất là đẹp, lốp
sẽ được sử dụng là của lốp này là lốp Michelin anh chị nhé. Michelin với một cái bánh xe như thế này, la răng và lốp này, anh chị nhìn nó có sport không ạ? Kỳ thể thao đúng không ạ? Huấn thì Huấn thấy là trên chiếc xe Altis này, ngoài cái sự trẻ trung thì nó còn cho chúng ta một cái điểm thể thao rất là lớn. Đấy, gương chỉnh điện, gập điện các thứ ở đây chúng ta sẽ có này, xung quanh là body kit và cái chân kính ấy cũng được bọc mã chrome rồi, rất đẹp. Trên cái tay nắm cửa chúng ta sẽ có một cái cảm ứng đó, cảm ứng khi chúng ta cầm chìa khóa, chúng ta đi đến chúng ta chỉ việc nhấn đây cái thôi là mở cửa được ngay, và nhấn cái nữa thì cửa sẽ khóa lại. Đấy là một điểm thông minh trên cái tay nắm cửa này được trang bị nhé. Phía sau xe đó, ở đây thì phía sau xe chúng ta sẽ được trang bị là một cụm đèn bao gồm có đèn LED này. Đèn LED này rất là đẹp đi ban đêm anh chị nhé. Phía sau thì sẽ có được body kit và cũng có hai cái cảm biến phía sau, và Huấn sẽ mở cái nắp cốp này lên để cho chúng ta xem phía bên trong xe nó rộng rãi như thế nào. Với cái cốp xe của chiếc xe Toyota Altis ấy thì nó được dung tích đâu đấy tầm khoảng 500 lít. Vâng, với 500 lít này thì chúng ta để được rất là nhiều đồ trong này. Đặc biệt hơn nữa thì Huấn sẽ cho anh chị thấy đây một cái điểm mà trên xe Hàn hoặc xe Mỹ không có, đó chính là cái lốp dự phòng ấy thì nó được thiết kế la răng y như là lốp chính vậy, nó không được cắt bỏ đi đó. Tiếp theo thì Huấn sẽ đưa anh chị vào phía bên trong xe nhé, để xem là cái thiết kế nội thất cũng như là những cái trang bị như thế nào. Đó, xe thể thao thì trong xe cũng phải thể thao đúng không? Chúng ta sẽ có là ghế da đen này, rất đẹp, được may ghế da đen được may chị thì màu be trắng. Ghế chỉnh điện 10 hướng này. Đó, chỉnh điện 10 hướng nhá. Có cả làm phồng ghế này. Ok luôn. Đấy. Trên vô lăng là vô lăng 3 chấu, rất là đẹp. Ở chúng ta sẽ có những cái phím tăng giảm âm lượng, tất cả mọi thứ trên này rồi. Huấn sẽ không nói nhiều đâu. Ở thứ hai nữa là chúng ta sẽ có là cruise control cũng được trang bị này. Ngoài ra sẽ có thêm điện độ start stop. DVD 7 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto luôn. Điều hòa tự động nhé. Gương điện chống chói. Đó, gương chống chói này. Một cái điểm hay trên chiếc xe này nó sẽ có là gạt mưa tự động. Gạt mưa tự động bên này và đèn tự động luôn. Đèn tự động, gạt mưa tự động. Rất xịn sò đúng không anh chị? Chế độ lái chúng ta sẽ có là Eco Sport. Hãy nhìn đi. Hãy nhìn về cái mặt trên cái yên ngựa này này. Phần hộp số này, cái hộp số dính rác rất là đẹp này, bao gồm nó trang bị, nó thiết kế nhìn vào rất là điệu và đáng yêu. Đấy, nhìn nó rất là hiện đại anh chị nhé. Chúng ta sẽ có cái bệ tì tay rất là to ở đây. Đấy, sau khi Huấn ngồi rất là thoải mái phía trước rồi thì chúng ta ra phía sau xe để xem là ngồi phía sau có rộng không. Tất nhiên rồi, không có gì chê Altis về cái độ rộng rãi. Đây là một cái thế mạnh của nó mà. Đôi phần nó rộng quá, rộng đến bất ngờ anh chị ạ. Ngồi nó cảm giác như là một bầu trời phía sau vậy. Đố anh chị tìm được một chiếc xe Group C mà rộng như Altis, chắc chắn là sẽ không có rồi. Một cái câu đố rất là khó đúng không? Ngồi này rất là thoải mái, chúng ta điều chỉnh được cái độ cao ở phía ngã lưng này. Anh chị thấy không? Khi mà Huấn ngồi phía trước ok rồi ấy, thì ngồi phía sau này nó còn đâu đấy tầm khoảng 25cm nữa mới đầu gối mới chạm đến ghế trước, cho chúng ta thấy là một sự rộng rãi này. Chúng ta sẽ có này, ở đây là một chiếc bệ tì tay. Đây cho anh chị xem. Đó, phía bên dưới này là chỗ để nước. Đấy, rất hiện đại đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái sàn phẳng phía bên dưới này. Thay vì nó sẽ có một cái xương sống ở đây thì Toyota trang bị cho một chiếc sàn phẳng rồi. Có chỗ để rác luôn trong này, để rác trong này luôn. Đấy, rất là ok đúng không ạ? Đấy. Và vừa rồi thì Huấn đã chia sẻ với anh chị về cái thiết kế cũng như là cái chính sách bán hàng của xe Toyota Altis phiên bản 1.8 ECVT và phiên bản 1.8G. Thì tất nhiên là cái chương trình khuyến mại rất là tốt trong tháng 4 này rồi đúng không anh chị? Hãy gọi hotline 0394046064 để Huấn được tư vấn cho anh chị nhé. Đừng quên là hãy đăng ký kênh này, like video và bình luận nói cho Huấn biết về những cảm nghĩ của anh chị về chiếc xe này như thế nào nhé. Đừng quên là hãy đăng ký kênh, subscribe kênh anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ.